Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách bắt đầu với câu hỏi tại sao? Tác giả Simon Sinek. Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao Apple lại đột phá hơn hẳn các công ty công nghệ khác? Hay tại sao anh em nhà Wright lại là những người đầu tiên thành công khi thử nghiệm máy bay theo tác giả Simon Sinek chính việc trả lời câu hỏi tại sao sẽ giúp ta nhận diện điểm khác biệt giữa nhóm người này với nhóm người khác khi họ thực hiện cùng một công việc và cũng chính câu hỏi tại sao được xem là nguyên nhân thành công hay thất bại bán được hay không bán được của một sản phẩm đồng thời nó cũng là nguồn cảm hứng lan tỏa duy trì sự phát triển của các đội nhóm trả lời được câu hỏi tại sao bạn sẽ thấy được cách thức triển khai và kết quả cần hướng đến. Mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung chính của quyển sách, bắt đầu với câu hỏi tại sao. Nội dung thứ nhất, muốn gây ấn tượng, hãy nói lý do tại sao trước tiên. Mọi công ty trên thế giới đều biết họ bán sản phẩm gì. Vì vậy, đó cũng là điều đầu tiên họ giới thiệu cho công chúng. Nhưng lý trí lại không mang lại hiệu quả, nếu không muốn nói là cách thức kém nhất trong việc thuyết phục chúng ta đưa ra quyết định cảm xúc luôn luôn lấn át lý trí do đó không phải bạn có cái gì mà là lý do tại sao bạn làm điều đó mới đủ khiến người khác quan tâm tới sản phẩm của bạn chỉ khi hiểu được lý do tại sao cần làm một điều gì đó ta mới có cảm giác gắn kết và đó cũng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy việc ra quyết định chỉ khi được thuyết phục bởi mục tiêu của một ý tưởng ta mới dám liều mình đánh đổi thời gian tiền bạc và công sức để hiện thực hóa ý tưởng đó các nhà lãnh đạo và các công ty lớn đã vận dụng nguyên tắc này bằng cách bắt đầu mọi chiến dịch truyền thông với câu hỏi tại sao tại sao họ lại làm việc này tiếp đó là cách thức họ đã làm như thế nào và cuối cùng mới tiết lộ những gì họ thực sự làm apple là một ví dụ điển hình trước tiên apple thông báo sứ mệnh của mình khi xuất hiện trên thị trường là tạo ra một cú đột phá mang tính cách mạng kế đến Họ cho chúng ta biết sự đột phá đó sẽ như thế nào. Đó là những sản phẩm dễ sử dụng được thiết kế đẹp mắt. Cuối cùng, chúng ta biết tới danh mục các sản phẩm gắn mắt Apple bao gồm máy tính, điện thoại, máy tính bảng và máy nghe nhạc MP3. Với ba bước tuần tự này, khi Apple trình làng các sản phẩm, khách hàng đã trở nên tin tưởng và sẵn lòng ủng hộ mục tiêu họ đề ra. Bài học rút ra ở đây là, nếu bạn muốn gây ấn tượng, hãy bắt đầu bằng cách cho mọi người biết lý do dẫn tới hành động của bạn thay vì chỉ nói về những gì bạn làm thử phương pháp này và bạn sẽ thấy sự thay đổi khác biệt trong cách mọi người phản hồi nội dung thứ hai có cùng chí hướng mới mong phát triển liệu có công ty nào không muốn nhân viên dốc lòng dốc sức vì sự phát triển không dĩ nhiên là không rồi mọi công ty đều mong muốn nhân viên của mình tận tâm làm việc nhưng làm thế nào biến mong ước đó thành hiện thực hãy khởi nghiệp bằng cách đề ra một mục tiêu đồng nghĩa với việc bắt đầu bằng câu hỏi tại sao sau đó tập hợp những người có cùng chí hướng với bạn thay vì trả lương cao tạo áp lực công việc hay tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao hãy tìm kiếm những con người theo đuổi cùng một hệ giá trị với bạn họ sẽ được truyền cảm hứng để hướng tới mục tiêu chung thế nên khi phải cân nhắc giữa hai nhân viên một người có trình độ chuyên môn giỏi nhưng chỉ làm việc ở mức hoàn thành đúng bổn phận và một người đang trong quá trình học hỏi có cùng mục tiêu phát triển với công ty bạn biết mình nên chọn ai rồi đấy tuyển lựa nhân viên dựa trên mục tiêu nghề nghiệp thay vì kỹ năng của ứng viên và bạn sẽ thấy doanh nghiệp của mình phát triển nhanh như thế nào nội dung thứ ba bắt đầu với câu hỏi tại sao và bạn không cần phải dùng đến những chiêu trò bán hàng để kích cầu, các công ty thường tung ra chương trình hạ giá, ưu đãi bên cạnh việc triển khai những chiến dịch truyền thông quảng bá. Quả thật, những chiêu trò tâm lý này có mang lại hiệu quả. Nhưng xét cho cùng, đó chỉ là thứ niềm vui ngắn chẳng tày gan, mang lại sự gia tăng về mặt doanh số thuần túy tại một thời điểm nào đó. Không những không tạo dựng được sự tin tưởng, các chương trình giảm giá truyền thông đôi khi còn làm gợn lên nỗi hoài nghi. Các công ty tất nhiên không thể có được những khách hàng trung thành từ đó bắt đầu với lý do tại sao và phát triển dựa trên giá trị cốt lõi bằng cách đó bạn sẽ gây dựng được lòng tin ở khách hàng những khách hàng trung thành sẽ giúp cho doanh nghiệp của bạn phát triển lâu dài ngay cả khi có những sản phẩm khác rẻ hơn thậm chí tốt hơn khách hàng vẫn chọn nhãn hàng họ yêu thích bởi đơn giản họ đã đặt trọn niềm tin vào đó vì vậy đừng lãng phí thời gian với những chiêu trò bán hàng. Hãy lan tỏa lý do tại sao, hay nói cách khác là mục tiêu lý tưởng của bạn và những kết nối thực sự sẽ tự động đến sau đó. Bạn vừa nghe xong tóm tắt sách bắt đầu với câu hỏi tại sao. Seven đã viết người ta không mua cái mà bạn làm, họ mua lý do tại sao bạn làm điều đó. Cuốn sách nắm giữ bí quyết tạo nên sức hút của một cá nhân, một thương hiệu và rất có thể giúp bạn tìm ra căn nguyên ẩn sau những lựa chọn tưởng chừng cảm tính bắt đầu với câu hỏi tại sao vì vậy là cuốn sách bạn nên đọc không chỉ một lần phonos rất vui được chia sẻ sách nói này với bạn hãy tìm nghe trọn vẹn sách trên phonos nhé cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách trên ứng dụng phonos hãy thường xuyên truy cập vào phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé